đầu tiên. Đi với Hội Thánh đó. Rồi, cảm ơn Chúa rất là đông. Và đây có lẽ là lần đầu tiên mà tối thứ sáu đông như vậy. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Xin Chúa ngày ban ơn và chúc lành cho chúng ta. Ngày mai lúc 7 giờ sáng chúng ta sẽ có giờ tỉnh nguyện ở tại đây. The English Ministry, would you prepare the praise for like the devotion every morning? We only have Saturday morning and Sunday morning. Okay? Và ngày mai quý vị tối đi ngủ, tôi muốn nói chuyện một cái nội quy ngày mai thì ông trưởng trại sẽ nói thêm. Quý vị vui lòng phụ huynh đó giúp trại dùng một tí và giúp cho Hội Thánh. Con em của quý vị đi đâu đó quý vị phải biết at all time. Okay? Mà nếu các em mà nhất là đi ra cái pier này đó là bắt buộc phải có phụ huynh đi theo. Tôi xin quý vị giúp dùng cái chuyện đó một tí, tại vì mình lúc có nhiều chuyện quá rồi, chúng tôi không có muốn thêm gì chuyện khác nữa. Nếu mà con của quý vị và mấy em còn nhỏ đó mà đi cái pier này thì bắt buộc phụ huynh phải biết và phụ huynh phải đi. Còn nếu mà quý vị thấy một em nào đó đi tự nhiên thì xin quý vị cứ la làng lên kéo với thầy cô, không có cho em nó đi ra. Cảm ơn dùng một chút xíu. Cảm ơn quý vị. Ngày mai đó trại người ta sẽ nói